Dạ xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình gặp gỡ em tên Dương đúng không em? Dạ đúng rồi. Em là gì Dương em? Dạ em là Thái Dương. Thái Dương. Dạ. Mình phát hiện em Thái Dương có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, bán vé số rồi cả nhà. Em bị khiếm thị. Em bị khiếm thị lâu chưa Dương ơi? Dạ em bị hồi nhỏ anh. Dạ. Sinh ra đâu cũng được nửa tháng gì đó em bị. Là bây giờ mắt em có mở được hay là nó tức là không mở được luôn đó, dạ, kín rồi vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Đó cả nhà mình thấy em Dương bây giờ mắt là không có mở được luôn và nó bị cái phần cái chọc dưới đó nó hơi lòi ra và cái hoàn cảnh của em thì rất là khó khăn trong cái lúc thời buổi này em phải đi bán vé số để em đòi cuộc sống mưu sinh của em. Rồi, cái mắt kiến lên ha, cái mắt kiến lên. Nghe nói là Dương có giọng hát rất là hay và em cũng đã liên hệ với lại trên kênh nhưng mà chưa có dịp để gặp em. Thì ngày hôm nay thì kênh tìm tới em trước tiên là để muốn cho cái giọng hát của em được khán giả trong nước và ngoài nước biết tới đó. Dạ. Em Dương có ngại không? Dạ không ạ. Em cũng muốn mà hát cộng tác cho kênh để có cái nguồn thu nhập để mà cải được cuộc sống vậy đó. Dạ. Rồi em bán vé số một ngày được khoảng được 100 tấm không? Dạ chắc không cả đâu anh ơi, tại giờ mưa gió này kia mình cũng không bán nhiều nữa. Như bây giờ trời chuẩn bị mưa nè ha. Mà em chỉ đứng một thường thường là đứng một chỗ thôi chứ em cũng ít đi đúng không? Nhiều khi mình... Dạ đúng rồi, mình không có thấy mình cũng dám đi. Ở cả nhà thấy ông em Dương có hoàn cảnh rất khó khăn, giờ này sắp chiều được còn cặp một sắp vé số nè, chắc khoảng 20-30 tờ đó. Có gì chút xíu nữa còn bao nhiêu thì anh sẽ mua ủng hộ Dương nha. Bây giờ Dương có thể hát cho khán giả Dương ơi. Em đến với kênh ngày hôm nay thì em xin tặng cho cô chú anh chị trong nước ngoài nước một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng được mang tên Cành Đào Mèo. Xin mời cả nhà, rất mong rằng cả nhà mình hãy ủng hộ cho tiếng hát của em Dương. Tiếng hát của em sẽ được khán giả thân mến nha. Nếu em có dịp là em vươn trải trong cuộc sống. Mà hôm bữa là cũng nghe Dương nói là em đã từng xem theo dõi kênh, cũng rất là thích nghe được ước nhiều một hai lần hát trên chiếc loa này. Này luôn nha. Dạ. Đây niềm ước của Dương á. Xin mời cả nhà mình cùng nghe. Ở ngoài ô một căn nhà xinh có hoa thơm cháy hiền, gần kề lối sớm có cô bạn thân sớm hôm lo xanh đèn, hai đứa chưa hẹn lại một câu, chưa nghĩ đến mai sau, những đêm thức giấc ngỡ ngàng nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu, khi hiểu lòng nhau thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi, nào còn những lúc hái hoa vương trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai, tôi xa ánh sáng phố vườn xa người em nhỏ lên đường tổng chính, là chính nhân tôi bàn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bến bờ, niềm tin là một ngày mai non nước chung muôn màu cơ.
rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng. Ngoài ô đây con đường tắm trang vàng, mà sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắn đời chờ nhau? Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, miễn sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Sông hồ tình yêu em tôi nguyện vẫn tuân thờ và yêu không bến bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung muôn màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trang vàng, mà sao không thấy nàng? Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắn đời chờ nhau? Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, miễn sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Hát thấy đã không? Thấy lò đã không? Lò nó hát yên lắm. Sao bơ chiếc lò dữ lắm phải không? Dạ hả? À, con mắt nè. Nó có bị rác không em? Dạ không anh. Dạ. Lâu rồi chạy được kiện. Bây giờ hát thêm một bài tặng khán giả nữa nha. Dạ. Hy vọng rằng hát xong rồi bán hết vé số nè.